Cô chú đã tới với lại kênh youtube An Lê USA này của An Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn các anh chị các cô chú thấy An hoặc là coi video của An Thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn Vì lúc nào cũng yêu thương và lựa chọn những cái video của An giữa rất là nhiều những cái video ngoài kia Và đừng quên cho An xin những cái nút chuông màu đỏ nha Để mỗi khi An up những cái video về thuế, về đầu tư, mua bán stock Thì các bạn các anh chị các cô chú sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video video của An Thì trong thời gian gần đây Có rất là nhiều anh chị, nhiều bạn Ở tiểu bang California Có hỏi An á Là tại vì An chia sẻ là income Dưới uh, 65 tuổi Để mà sinh được medical Thì uh, medical nó chỉ xét Về vấn đề Uh, thu nhập thôi Nó không có xét về vấn đề tài sản Thành ra nhiều bạn hỏi An á Là An ơi, An chia sẻ uh, Dùm anh, dùm chị, dùm cô chú đi Để anh chị cô chú biết á, Cái income bao nhiêu sẽ đủ điều kiện Để nhận được medical Thì đây là một cái video An làm Để mà An trả lời cho câu hỏi Mà các bạn, các anh chị, các cô chú hỏi An rất là nhiều Thì đây á, là cái biểu đồ Mà các bạn lên Google Các bạn có thể đánh vô là medical Limit Income 2020 là cái mức định mức giới hạn về income cho medical của năm 2022 thì nó sẽ hiện ra cái bảng này uh, medical nếu mà các bạn các anh chị các cô chú á, mình sẽ thấy ở dưới đây nó có uh, rất là nhiều cái màu, màu tím đậm, màu tím lạc, màu tím đậm hơn ở dưới là màu xanh và bên đây thì mình sẽ coi từng phần từng phần một nha, phần đầu tiên á, là medical cho người lớn tức là đây là cái mức giới hạn income để mà các bạn các anh chị các cô chú mình có thể có để mà mình vẫn giữ được cái medical cho người lớn thì thứ nhất là nếu mà một người độc thân thì cái income của người ta có thể lên tới 17.775 đồng để mà được medical. Nếu mà gia đình có hai người thì cái income để mà được medical á, sẽ là 24.040 đồng để cho những cái người lớn ở trong gia đình người ta có được cái medical. Nếu mà gia đình ba người thì income phải là dưới 30.305 đồng để mà gia đình của mình những cái người lớn đều được medical thì các bạn cái anh chị các cô chú mình coi vô cái uh, mức này để mà mình biết coi là income của mình là bao nhiêu ở đây đó là gia đình mình có bao nhiêu người một người hai người ba người bốn người năm người sáu người bảy người tám người thì đây sẽ là cái mức income và tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ thấy ở cái phần này tức là từ 150 phần trăm cho tới 213 phần trăm là cái mức định mức để mà cho những anh chị À, những chị nào những cô nào mà mình đang có đang có thai đang có em bé đó thì để mà mình được cái income À, bao nhiêu để mà mình có thể nhận được cái medical khi mà mình đang có có thai thì ở đây nó ghi rất là rõ luôn nếu như mà một người độc thân mà cái người này đang có thai đó thì income của người ta có thể lên tới 27.435 đồng thì người ta vẫn nhận được uh, medical với điều kiện là người ta là đang phải là pregnant woman tức là những chị những bạn nào mà đang có có em bé đó thì income gia đình một người là 27.435 đồng để mà vẫn nhận được medical nếu mà gia đình có hai người thì income lên 37.105 đồng thì cái người vợ đó thì sẽ vẫn nhận được cái medical thì là đây và nếu như mà các bạn các anh chị các cô chú á mình nói là ồ mình đi làm ở trên hãng rồi, mình có bảo hiểm ở trên hãng rồi, bây giờ mình chỉ muốn biết á là income bao nhiêu để con của mình à, những bé mà từ 0 tới 18 tuổi nè có thể nhận được medical thì các bạn các anh chị các cô chú mình sẽ coi cái màu xanh ở dưới đây. Thì cái màu xanh ở dưới đây nếu như á mà ví dụ như mình là single mom single daddy gia đình của mình á mà có hai người đó tức là một người lớn và một người con nít và để mà đứa con nít đó, nó được medical thì income của mình có quyền lên tới tối đa là 46.338 đồng nếu mà một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau có hai người con đi thì tổng thu nhập của gia đình mình dưới 70.490 đồng thì con của mình á, từ không tới 18 tuổi nó vẫn được nhận cái chương trình medical đây Các bạn có thể thấy ở đây nha đó và từ từ đó từ từ nó lên và uh, nhiều bạn hỏi em nó là mê uh, Vậy thì uh, cái bảo hiểm mà Obamacare Cover California thì bao nhiêu mới là không có được mua nữa thì cái Cover California income của các bạn, các anh chị, các cô chú bao nhiêu mình cũng được mua hết nhưng mà ví dụ như income của mình á, một người độc thân mà trên 51.520 đồng thì mình sẽ không có nhận được những cái sự trợ giúp của chính phủ để mà mua bảo hiểm nữa mà mình phải hoàn toàn đóng cái số tiền đó income của um, hai vợ chồng mà kết hôn khai thuế chung với nhau mà lên tới 69.680 đồng thì khi các bạn mua cái bảo hiểm Obama Obamacare thì các bạn sẽ không có nhận được sự trợ giúp của chính phủ để mà giúp đỡ mình cái phần tiền để mà mình mua Obamacare nữa mà mình phải trả hoàn toàn và ở dưới đây mình sẽ thấy nó có một cái chương trình nó gọi là CC là CGIP đó đây là cái chương trình mà theo An được biết đó, là ví dụ như mình um, con của mình từ 0 tới 18 tuổi Cái mức income của gia đình mình nó nằm trong cái khoảng màu xanh này Thì con của mình nó sẽ được gọi là fully medical Nhưng mà ví dụ như income của các bạn mà trên vượt qua cái mức màu xanh này Thì con của các bạn, các anh chị, các cô chú không nhận được cái medical Nhưng mà vẫn có thể nhận được cái chương trình này um, chương trình nó gọi là C-ship dành cho những ai mà ở tiểu bang California, ở San Francisco nè, ở quận hạt Santa Clara County, ở San Mateo thì cái chương trình này á con của mình mặc dù nó không được miễn phí cái bảo hiểm sức khỏe toàn phần nhưng mà mình cũng sẽ được một cái chương trình bảo hiểm cho con mình và mỗi tháng mình đóng cái số tiền rất là ít ít hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn các anh chị các cô chú mình có thể um, mua khi mà mình đi làm đó thì đây là cái mức để mà định mức để mà những cái bé đó vẫn nhận được cái chương trình C-SHIP là cái income của các bạn phải nằm trong những cái khoảng mà từ 300 tới 322 ngàn nè nó là nằm trong khoảng này thì con của mình có thể mua được cái chương trình bảo hiểm giá rẻ dành cho những bé mà từ 0 tới 18 tuổi thì cái um, cái hình này là an lấy từ cái website chính thức của chương trình Cover California thì đây là những cái định mức cho cái bảo hiểm medical của năm 2022 và các bạn các anh chị các cô chú nhớ dùm An nha là cái medical này mỗi một năm nó đều có những cái sự thay đổi khác nhau thì các bạn các anh chị các cô chú hàng năm đó thì mình uh, có thể lên Google mình update những cái thông tin này và uh, đó thì uh, đó là những cái mà em muốn chia sẻ với lại các bạn các anh chị các cô chú và một cái lưu ý mà em nhắc đi nhắc lại nhưng mà em không biết là tại sao uh, khi mà em làm video em đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều rồi nhưng mà có những anh chị những cô chú vẫn hỏi em là ồ oh, dạy um, dưới dưới 65 tuổi có nhà có được Medicare không? Có bảo hiểm nhân họ có được Medicare không? Chơi stock có được Medicare không vân vân. Thì để em ăn nhắc lại cho mọi người một lần nữa là chương trình medical của tiểu bang California Ở dưới 65 tuổi chỉ xét thu nhập thôi và không có xét tài sản. Nhớ giùm An chỉ xét thu nhập và không có xét tài sản và đây là cái biểu đồ thu nhập để mà mình được medical Ở đây là cho người lớn nè. Và cái 266% này là để mà cho con nít Thì bất kể các bạn có một căn nhà, hai căn nhà, ba căn nhà Các bạn có 100, 200, 300 ngàn uh, trong tài khoản ngân hàng Các bạn có 5, 6 chiếc xe mà cái income của các bạn đủ điều kiện để mà nhận cái medical thì các bạn cũng nhận được cái medical tại vì đây là cái mà tiểu bang California người ta viết rất là rõ ràng luôn là dưới 65 tuổi để mà nhận cao thì chỉ xét thu nhập mà thôi và không có xét tài sản à, Chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là có những cái ngày à, làm việc, học tập Thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha